Các bạn ơi, thật ra thì cái thời lượng ngày hôm nay nó không có dài, và rất là cảm xúc. Thật ra nó là một đề tài mà nó khá là có chiều sâu và nó là một cái quá trình học không chỉ một lần mà có thể là học cả đời. Hiện nay thì chị Phi Vân có một cái khóa học về trí tuệ cảm xúc cho người trên cái website của chị Phi Vân là nguyễnphivân.com. Thì các bạn lên trên đó và các bạn có thể học cái khóa trí tuệ cảm xúc này, và cái khóa này thì hoàn toàn miễn phí. Và hiện nay thì như chị Vân chia sẻ là có hơn 15.000 người, thật ra cũng là một con số rất là bất ngờ, đã theo học cái khóa này. Và cũng nói luôn là rõ ràng rằng là ở độ tuổi nào thì cũng cần rèn luyện trí tuệ cảm xúc, kể cả khi bạn là lãnh đạo cấp cao, kể khi bạn lớn tuổi. Vì vậy cho nên nếu như ta ý thức được rằng là trí tuệ cảm xúc không có đỉnh cao, tức là chúng ta luôn luôn là những người leo núi, thì điều đó đồng nghĩa với một việc mà chúng ta phải luôn luôn ý thức được cần phải rèn luyện mỗi ngày. Rồi, cảm ơn cái phần đặt câu hỏi vừa rồi của các bạn. Các bạn cũng biết thì chương trình này á, đây là tọa đàm thứ hai trong cái chuỗi 10 tọa đàm mà có tên gọi chung là tư duy linh hoạt vượt qua thách thức. Và để cho chúng tôi có thể làm tốt hơn các chương trình tiếp theo thì chắc là xin phép các bạn có khoảng chừng 2 phút để các bạn trả lời giúp một cái survey ngắn về ngày hôm nay. Đây cũng là những cái tư liệu, những thông tin để giúp chúng tôi có thể làm tốt hơn trong những lần tổ chức cái tọa đàm lần sau, mà tọa đàm gần nhất là thứ năm tuần sau. Xin mời ban tổ chức chia sẻ cái survey ngắn cho mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, những cái đóng góp và những cái đánh giá của các bạn sau gần 2 giờ chia sẻ. Thì tôi nghĩ rằng là với tất cả các bạn và với bản thân tôi thì cũng đã có những cái hiểu biết hơn và hiểu một cách cụ thể hơn về trí tuệ cảm xúc. Và thật sự nó là một cái, nó giống như tôi chia sẻ hình ảnh người leo núi, chúng ta phải tiếp tục rèn luyện cái trí tuệ cảm xúc mỗi ngày. Thay mặt cho ban tổ chức và thay mặt cho tất cả những bạn ở đây, xin cảm ơn diễn giả Nguyễn Phi Vân vì cái sự nhiệt tình, cái sự đồng hành và luôn yêu thương quan tâm của chị dành cho thế hệ trẻ. Cảm ơn Tuấn Quân. À, Cảm ơn tất cả. và các bạn có thể gõ vào ô chat chữ cảm ơn để coi như là một cái lời cảm ơn dành cho chị Phi Vân cho không chỉ 2 tiếng đồng hồ vừa rồi mà cho cả quá trình của chị Phi Vân trong suốt thời gian vừa qua. Luôn ngoài cái việc làm kinh doanh, chị Phi Vân cũng là một cái người rất có trách nhiệm với cộng đồng. Cái chương trình thư viện ước mơ của chị Phi Vân là một trong những chương trình thư viện thành công nhất tới ngày hôm nay, và chị Phi Vân gần như đã làm và tất cả những cái thu nhập từ những hoạt động khác của chị Phi Vân đều được bỏ vào cái thư viện ước mơ này, kể cả những cái buổi mà chị Phi Vân đi chia sẻ với các doanh nghiệp có tiền, hoặc là cái lớp học e-learning mà cái thu nhập từ lớp học đó chị Phi Vân cũng dành cho, và kể cả những bút viết sách chị Phi Vân cũng dành cho cái chương trình thư viện ước mơ. Tôi nghĩ đó là những cái hoạt động mà rất đáng ghi nhận của chị Phi Vân. Đồng thời cũng xin gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ truyền thông là tạp chí Doanh nhân Sài Gòn. Và các cái nội dung của các cái tọa đàm này sẽ được phản ánh trên tạp chí Doanh nhân Sài Gòn. Đồng thời cũng cảm ơn nhà tài trợ cái Zoom webinar là tài trợ bởi Zoom Việt Nam và công ty Repu Digital. Xin cảm ơn. Và quan trọng nhất có lẽ đối với chúng tôi, ngoài việc cảm ơn diễn giả đơn vị đồng hành, đó là xin cảm ơn tất cả những bạn đã có tấm lòng, đã hảo tâm, đã ủng hộ cho chương trình bằng cách gửi tiền về để ủng hộ cho chương trình cộng đồng ATM Túi Thuốc Cứu Người. Đây là một hoạt động của Hội Nhân Trẻ Việt Nam kết hợp với Hội Thầy Thuốc Trẻ Hồ Chí Minh đã triển khai và giúp cho những người bệnh F0 ở tại nhà có được những túi thuốc và giúp họ vượt qua được bạo bệnh. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người vì tấm lòng đã chia sẻ và đóng góp cho chương trình này. Thì cũng chia sẻ thêm với các bạn là hiện nay thì ban tổ chức có một cái group trên Facebook là Tư duy linh hoạt vượt qua thách thức. Thì tất cả thông tin về chuỗi webinar này sẽ được chia sẻ lên group đó. Cho nên là đề nghị ban tổ chức gửi giúp dùm một cái đường link Facebook ở trên ô chat để nếu như mà các bạn tiếp tục muốn tham gia cùng với chuỗi webinar này thì các bạn có thể join vào group và các bạn sẽ có được những thông tin. Và các bạn lưu ý dùm là thứ năm tuần sau vào lúc 20 giờ thì chúng ta sẽ có cái tọa đàm tiếp theo, đó là tái tạo tổ chức.
ứng dụng áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với người chia sẻ là anh Trần Xuân Hải, CEO của Missionizer. Và tới đây thì có lẽ là chương trình cũng sẽ tới lúc chào chia tay. Thì trước khi chia tay thì xin mời chị Phi Vân có vài lời với các bạn trước khi chúng ta chia tay kết thúc chương trình ngày hôm nay. Và xin mời chị Phi Vân. Cảm ơn Tuấn Quỳnh, cảm ơn ban tổ chức và Phi Vân rất là mong là trong cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay mình đã chia sẻ được với nhau những cái nền tảng cơ bản nhất của AI, trí tuệ cảm xúc. Và Phi Vân chúc cho tất cả các bạn sẽ học hỏi tiếp và sẽ rèn luyện mỗi ngày để AI nó trở thành một phần trong cuộc đời của các bạn, và nó sẽ giúp cho các bạn có một cái cuộc sống nó ung dung tự tại, bình an, hạnh phúc và thành công hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn Phi Vân. Thưa các bạn, thì cái việc mà chúng ta hiểu, nhận thức đúng về trí tuệ cảm xúc thật ra nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái tiến hành trình chúng ta rèn luyện trí tuệ cảm xúc. Bởi vì cái việc này nó cần phải rèn luyện, thực tập mỗi ngày, chứ không chỉ đơn thuần là hiểu và biết về nó. Thay mặt ban tổ chức, một lần nữa xin cảm ơn cái sự nhiệt tình chia sẻ của diễn giả Nguyễn Phi Vân. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình cho tới giờ này. Và xin chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại mọi người vào 20 giờ thứ năm tuần sau. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.